nay mình sẽ làm cái video về buổi chiều ở tại cảng Bình Châu nha. Ghi ra vào rất là đông luôn. Những chiếc ghi lặn với mấy chiếc ghi lứ hoặc là ghi dập luồng á cả nhà. Ra vào rất là đông luôn. Giờ mình sẽ quay toàn cảnh tại cảng Bình Châu cho cả nhà xem buổi chiều khoảng 4 giờ nha. Luôn. Giờ mình sẽ quay toàn cảnh cho cả nhà xem nha. Giờ là 4 giờ chiều nên những chiếc ghe lặn lặn biển vào cũng đông lắm cả nhà. Giờ này là giờ cao điểm của những chiếc ghe lặn vào nha. Tứ xứ không ạ nha cả nhà, người dân ở xứ xa tới làm ăn không nên chắc là đông. Clip tại đây nha cả nhà.